Bên em sẽ giới thiệu qua về cái mini game đấy, bán hàng máy tàu luôn, nhưng mà tặng quà tặng cho anh em một cái thương hiệu của Mỹ, đó là Milwaukee. Đấy, cái đấy là cái hay, chứ còn bây giờ dùng chuyên vít vào bố nó đập khi là lún cả chất liệu luôn. Đấy, tăng lên. Khá là mềm, logo drama dập nổi. Đấy, giá thân máy con này là 470.000, rất là rẻ luôn. Tại vì thân con này là có 450, mà bây giờ con này thay bằng đầu vít của nó lên được có 420.000 thôi, là 470.000 thôi. Xin chào mọi người, vừa mới trưa nay nhận được cái logo hàng mới con vít trượt của Drama và lên ngay cho mọi người. Con này về thân máy rất là nhiều luôn và cũng có một cái chương trình mini game nho nhỏ cho anh em. Đấy, và con này thì quá là hot rồi. Đấy, con này là con 10 ly năm 2021 bên em bán với số lượng hàng trăm con rồi. Và bây giờ nó về thêm cái con này. Thì trước khi về máy nhá, thì bên em sẽ giới thiệu qua về cái mini game. Đấy, bán hàng máy tàu luôn, nhưng mà tặng quà là tặng cho anh em một cái thương hiệu của Mỹ, đó là Milwaukee. Đấy, thì anh em vui lòng bình luận giúp em hai số cuối cùng. Đấy, và bên em sẽ tính theo giải của số miền Bắc ngày 15 tháng 7. Đấy, video này em sẽ cố gắng đăng ngày hôm nay, đó là ngày 12 tháng 7, và cũng để cho 2-3 ngày. Đấy, để cho anh em nào xem sau có cơ hội đăng. Thì bên em sẽ tặng cho anh em 5 cái đôi găng tay này, tức là dành cho 5 anh em may mắn nhất. Đấy, comment cứ hai số cuối cùng của giải số miền Bắc. Thì mọi người comment giúp em nó là hai số đó và bất cứ một cái thông điệp gì. Đấy, ví dụ cửa hàng điện máy Tây Hồ này, khoan Drama này, rồi găng tay Milwaukee này, bất cứ một thông điệp gì, mọi người cứ bình luận giúp em hai số. Đấy, mỗi người comment một lần nhé. Đấy, và dưới phần bình luận này thì ngày 15 tháng 7 là bên em sẽ mở ra xem kết quả 6 giờ tối, 6:30, xem là 5 anh em nào trúng được cái găng tay này của Milwaukee. Milwaukee thì thôi cần gì phải giới thiệu, nó giới thiệu với nó là thừa rồi. Đấy, con này là găng tay chống cắt level 1 của Milwaukee, con này bán lẻ ra thị trường như phải tầm 120-130.000. Anh em nào mà theo dõi kênh của điện máy Tây Hồ thấy đa số đợt này bên em test toàn đeo găng tay của Milwaukee mà. Đấy, thường nó ôm vào nó đảm bảo được cái độ an toàn khi mà chúng ta sử dụng, chống cắt các thứ khá là ok luôn. Đấy, thương hiệu của Mỹ thì không có gì phải chê rồi. Đấy, thì đây là chương trình mini game nhỏ nhá. Thế còn nhân vật chính của video ngày hôm nay đó là con vít trượt của Drama. Đấy, thì con này nó là dòng biết vít trượt, thực ra nó là một con khoan, nhưng nó thay cái đầu mang danh này sang cái đầu vít thôi, để cho anh chị nào mà chuyên thao tác về máy bắt vít nó gọn hơn, nó ngắn hơn. Muốn khoan ấy thì sử dụng mũi chuôi lục giác, chứ con này không phải là chuyên vít có búa đâu nhá. Chuyên vít có búa thì nó sẽ không có hộp số trượt như này để chúng ta sử dụng. Đấy, con này chúng ta bắt vít vào và sử dụng các cấp số trượt. Thì con này là động cơ không chổi than, giống hệt con 5221 này. Đấy, tốc độ của nó ghi trên đây cũng hơi cao một tí, đúng không? 0-3140 N. Con này thì thông số nó y hệt như là con 5221. Đấy, tốc độ khoảng 0-1400 vòng và lực xiếc của nó khoảng 40 N trở lại. Đấy, nói chung đối với cả một dòng vít trượt ý, thì anh chị dùng đối với cả những dòng 10 ly như này 20V thì không cần phải dùng tải nặng quá. Chúng ta cứ bắt vít ngắn, vít vừa phải thôi để cho nó đỡ bị tòe, đỡ bị lún chất liệu đấy. Thì con này cũng đầy đủ nhá. Bắt vít cấp trượt và một chế độ khoan này, hai tốc độ nhanh chậm này, dòng không chổi than. Đấy, chạy cũng khá là bền, logo Drama dập nổi. Đấy, giá thân máy con này là 470.000, rất là rẻ luôn. Tại vì thân con này là có 450, mà bây giờ con này thay bằng đầu vít của nó lên được có 420.000 thôi, là 470.000 thôi, rất là rẻ luôn. Và muốn lên luôn cho mọi người video ngày hôm nay. Đấy, con này thì vừa về xong, bên em về rất là nhiều, và em vẫn nói rồi, Drama nó là một thương hiệu giá rẻ cho nên nó cũng tối ưu rất là nhiều thứ. Đây là một cái hộp thân máy của vít trượt, nó giống hệt thân máy của con 5221, là nó chỉ có hộp cắt tông này thôi. Đấy, nó tối ưu chi phí mà, để cho giá thành nó rẻ, nó tương ứng với chất lượng sản phẩm, đúng không? Cần gì mà phải hộp nhựa này hộp kia, đúng không? Tức chúng ta dùng là dùng giá trị cốt lõi của máy mà. Thì bây giờ em sẽ đi test con này và báo giá cho mọi người là thân nhá. Thế còn mọi người mua thêm, đặc biệt là những cái dòng này nó là nhỏ gọn, cho nên là mọi người có thể là mua hai quả pin 5 cell thì giá của nó là 850. Còn có thể mọi người ghép pin 10 cell của Drama, cái pin Blood ấy chẳng hạn. Thì ví dụ thân máy con này là 470 này, mọi người cộng cho em quả pin 10 cell là 340, hoặc là pin 15 cell. Đấy, tất nhiên 15 cell thì nhìn nó hơi mất cân đối, nhưng mà thời gian sử dụng của nó sẽ rất thoải mái luôn. Thân con này là 470 này, cộng với quả pin này 440, thì cứ mua một thân một pin là bên em sẽ tự tặng cho mọi người một cái sạc dây adapter. Đấy, cho nó tối giản chi phí, đúng không? Chúng ta đỡ phải sạc bàn hay sạc nhanh làm gì cả thôi. Máy rẻ, pin rẻ, dùng ở mức tải vừa và nhỏ là hợp lý, chứ không phải là dòng chuyên vít nhá. Đây, sẽ test cho mọi người xem về cái con này. Đây, để các cái cấp trượt đây, ví dụ cấp trượt này là cấp số 1 nhá, những cái vít ngắn như này này, nó vào nó không bị lún. Đúng rồi. Đấy, cái đấy là cái hay, chứ còn bây giờ dùng chuyên vít vào búa nó đập khi là lún cả chất liệu luôn. Đấy, tăng lên. Đấy, cái đấy là cái chính này. Đấy. Trượt đỡ bị tuề ra. Đấy, bật ngang như này chẳng hạn như này. Đấy là vừa nhá. Còn nếu mà gỗ này nó mỏng quá, nó yếu quá, nó mềm quá thì có thể nó sẽ bị lún vào nếu mà chúng ta dùng máy chuyên vít.
Đấy, tăng lên. Đây này, nó vẫn lún này. Đấy là điều chỉnh cấp trượt nó không phù hợp. Chúng ta dùng nhiều chúng ta quen. Đấy. Đấy. Cái hay nhất nó là cái cấp trượt. Đấy, pin 15 cell này cầm thì cũng hơi nặng rồi. Tốt nhất là mọi người chơi pin 5 cell hoặc 10 cell là hợp lý nhất. Thì con này là vít trượt Drama, dòng tương ứng như dòng 10 ly. Đấy, và anh chị lưu ý là cái chương trình này nhá, em sẽ test nhanh cho mọi người thôi. Đấy, đó là găng tay của Milwaukee, hàng mới 100%, giá thị trường nó rơi tầm 120.000. Đấy, mọi người cứ bình luận giúp em hai số cuối của giải số số miền Bắc ngày 15 tháng 7. Thì sau đó em sẽ lên chụp lại màn hình và lên công bố giải thưởng cho mọi người nhá. Rất mong là anh em có được một đôi găng tay chính hãng của Milwaukee này để chúng ta sử dụng. Đấy, sử dụng cả gia đình được mà làm thợ được. Thế còn con vít trượt là nhân vật chính trong ngày hôm nay, lên nhanh thôi. Anh chị nào có câu hỏi về con này thì có thể bình luận ở phía dưới, bên em sẽ test kỹ cho mọi người xem. Con này thế thiết kế nó rất là đẹp, màu đỏ nổi bật này. Đấy, rồi không chổi than, giá thành rẻ. Đấy, vít trượt các thứ. Đầu của nó cũng khá là định tâm đấy, đầy đủ cái tính năng đó là bắt vít trượt và chế độ khoan, hai tốc nhanh chậm nhé. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.